Xin chào tất cả mọi người, em giới thiệu em là Thông. Thì đầu tiên là em xin cảm ơn tất cả các coach đã luôn nỗ lực hết mình trong cái mấy cái ngày planning bootcamp. Với lại em xin chân thành cảm ơn cái đội ngũ của em ở nhà đã luôn làm việc hết mình để em có những cái ngày đi nó rất là bình an và rất là tin tưởng đội ngũ nhà. Và những cái kiến thức mà em sẽ học và em sẽ làm ở Action Coach thì thực sự nhiều, nhưng mà chắc chắn là vẫn là cái nội dung quan trọng nhất của planning, đó là lập cái kế hoạch trong vòng 3 tháng thì vậy em sẽ triển khai theo cái kế hoạch đấy. Ngoài ra em có một cái lời nhắn với mọi người, có thể là mọi người lúc nãy không để ý lắm, nhưng mà từ cái đợt planning đợt trước đến hôm nay thì em luôn luôn nói cái điều này vào những cái lúc như thế này, đó là cái big friend của bạn Đạt. Thực sự cuộc sống này, cái giá trị đó là cho đi. Nếu như mà mình được thì mình hãy hành động, tại vì cái hành động của mình thực sự nó rất là nhỏ, nhưng mà nó sẽ chắp cánh những ước mơ cho cái nhóm đó, và cái nhóm đó sẽ thực sự giúp cho những cái gia đình và những cái bạn trẻ gặp tự kỷ. Và hy vọng là mọi người sẽ hành động. Em xin cảm ơn em xin hết. Yes.